nghiệp ghê không, cưng quá à. Sống trường nào con ấy sống thôi. Này sao hiền quá không kẹp nữa, kẹp chết ngủ luôn, kẹp đau luôn. Đụng tới nó là nó kẹp liền. Hai con crawfish này nó bự quá chừng. Cái con này nè, nó nhúc nhích ra chừng à. Ồ, cái con này cái càng bự quá chừng nữa nè. Cái con này con bự nhất nè, mình chưa thấy con nào nó bự như vậy nè. Đây này, cái càng, cái đầu nó là cái mình đó các bạn. Cái mình nó có chút xíu như vậy nè. Cái đầu nó bự hơn cái mình nó gấp đôi nữa. Con này vậy là bự rồi đó. Con này vậy là bự rồi ha. Chứ gì nữa. Quá chừng bự rồi. Coi cái càng nè. Giống càng cua luôn vậy, bự vậy đó. Mình chưa thấy con nào bự như vậy đó. Các bạn ơi, mình mua được con crawfish này là quá chừng bự. Cái con này nó bò ra đây nè. Lần này mình mua quá chừng bự vậy đó các bạn. À, cái này mắc quá ở đây nè, ít khi có một con bự gì lắm. Cái này là 5 đồng 99 phao đó, cái này là 4 phao 25 đồng, 6 đồng như 6 đồng, đúng rồi 6 đồng phao, nhiêu đây là 25 đồng nè. Mắc quá chừng ở đây á, mà con này lần này mình mua bự quá chừng rồi. Ít khi được bự gì lắm, càng quá chừng bự nè. Nó còn tươi quá chừng sống nè, thấy cưng quá chừng. Mình thấy cưng nó quá nhưng mà không có nuôi được, nuôi nó cũng chết rồi. Thì mình đem luộc sống sống ha. Ừ, nó mạnh lắm. Nó mạnh quá chừng ha. À, mình tưởng nó không có sống nhưng mà thấy ngoài chợ á, nó không có nhúc nhích, ai về đâu đụng nó cái nó sống nè. Vậy mà nuôi nó lại không có được, nó cưng quá. Ở Việt Nam có con này không ạ? Cái này là crawfish á. Ở Việt Nam có. Cái này ở dưới Louisiana có nhiều lắm. Chắc cái này là bắt ở dưới Louisiana. Hey guys, I bought crawfish. I saw this at the Oriental store. It's so big. I haven't seen a crawfish this big. $6 a pound. It's really fresh. It's still crawling, see? And the sky is so big right here. Look at its claw. Actually, this is just a big claw. Đây nè, con này. Wow. Here. This guy is big. See, his head is so big. It's twice as big as his body. Cái đầu nó bự quá. Cái đầu nó bự. Bự quá chừng vậy đó. Đây, con này nè. À. Đây nè, con này. Head is twice as big. It's really cute, but I want to keep it as a pet, but it won't survive. So I have to boil it. So we're gonna go and boil. Here, this guy is the biggest, I think. Look at this claw. And its head is triple its, the size of its body. Cái hết đâu có ăn được gì. Cái hết đâu có ăn được. Yeah. Its claw is so big. Đây là xào mì. Xào mì với bò với tôm. Ừ, 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 ừ
going on a 4-day trip today, so I'm preparing some sandwich to go. I usually bring my own food. This is sometimes there's no place to eat, you know, around the hotel. So I usually pack some food with me. And then once in a while, I'll eat outside. I'll go to the restaurant or some fast food place. And I love vegetables, so I'm gonna put a lot of vegetables on here. And now with the COVID, there's not a lot of places that are open, so not a lot of food choices. So I like to pack my own food. Dạ các bạn, mình làm sandwich để mà mình đem theo đi làm. Hôm nay mình đi chuẩn bị đi bay cái trip 4 ngày. Hôm nay mình làm gọn đem sandwich theo. Cái gì cái để vô bịch rồi chừng nào mình nó ăn cái mình lấy ra ăn. Nó tiện. Này là ham đây này bạn. Thịt ham. Mình chát chút xíu mayonnaise vô cho nó béo. Để salad, mình thích salad nhiều lắm nên mình để nhiều salad vô. Có người không thích để cà nhưng mình thì mình thích ăn cà để nhiều luôn. Có hành nó ngon, nó cay cay ngon. Thì cái xong. Mỗi lần ăn cái lấy ăn cái gọn. Này thì khỏi cần phải hấp gì hết, mình để trong cái giỏ ăn á. Thì mình để chút đá này cho nó giữ lạnh á, nó đừng có hư. Trong giỏ ăn mình có để bịch đá vậy đó. Rồi cái về hô theo thì mình lấy ra mình để vô trong cái tủ lạnh vậy đó. Trong nhà tối thôi. Bởi vì trời mau tối lắm mà. Chưa phải là mùa hè. Tháng này vậy mà còn lạnh dễ sợ. Ơi trời mưa lạnh. Hết tiết rồi giờ qua mưa. Các bạn ơi, giờ mình ăn cơm chiều để mình đi làm. Giờ nay mình bay chiều. Suốt 4 ngày này là mình bay một chuyến này về hotel. Ăn cơm chiều rồi đi. Coi dừa không? Nặng vô chanh đây có để chút muối tiêu rồi. Dừa chua chua múc vô mẹ miếng chua chua rồi chấm như này mà. Này mình ăn bao tay vô đi này dính tùm lum. Alright, so I am eating dinner and getting ready to go on my 4-day trip.
my flight today is in the evening, so I'm just gonna eat dinner before I go. Then I don't have to eat when I get to the hotel. Mmm, crawfish nè. Con này nó không, vậy là bự lắm rồi đó các bạn ơi. Tại cái đầu nó bự. My head is so big, but the body is tiny. But this is really a big crawfish compared to the ones that I've seen. Ngon quá, nó dai. It's really good. Ngọt ha? Ngọt lắm. It's really good crawfish. It's because it's fresh. It's not frozen. Ngọt quá chừng á. Con này bự nè. Mình bự quá chừng. Không coi đâu. Cái đầu. Ăn con này vậy chứ mắc hơn lobster. Lobster gì nó rẻ hơn. Con vậy nạc nhiều, còn con này có chút xíu thịt. Cái đầu thì bự. Ăn đâu có được nhiều đâu. Đâu đâu mua ăn lắm với con này. Dạ. Mắc hơn lobster. Tiêu bào này đồ nó mắc. Nếu mà ở dưới Louisiana, tại nó bảo cái này không, ở dưới Louisiana nhiều lắm á. Xuống dưới Louisiana ăn rẻ, ăn rẻ không. Đây ăn nhiều cũng mắc. Mà cái này ăn tươi vậy là ngon, ăn đông lạnh cũng ngon mặn. Hôm trước mình có mua cái trong hộp nó để đông lạnh nó ăn không ngon mặn. Nó hơi bở. Nó ngon, cái này dai ngon mà thịt ngọt nữa. Ở chợ thấy nó nằm rẹp hết trơn, tưởng đồng nó chết ha. Dạ, thiệt công nhận á. Tưởng chết thiệt mà không biết khều khều nó cái nó bò. Ngộ thiệt á. Tưởng chết. Bởi chết gì? Ai mua chứ trời. Mà để con định kêu mẹ thôi rồi đừng mua, mẹ nó thôi kêu nó khều thử rồi nó có nhúc nhích không. Ai về còn sống. Nó càng chứ ăn được đó các bạn ha, nó càng bự hơn. Thịt không trong. Trời ơi, giờ ở ăn càng gì. Đâu có ăn càng đâu. Giờ không có thời gian ăn càng. Tính không có mua, nhưng mà tại gặp nó sống nó bự, sống nó bự, ngon quá nó mới mua đó chứ. Có khi gì đâu có đâu. Có khi không có, có khi muốn ăn đâu có đâu. Yeah. Gặp dịp gì mua là chứ lúc nào có. Nhiều khi không có thì sao mua. Không có không ăn cũng đồ mua đông lạnh. Đông lạnh ăn mà thôi, mà mốt không mua đông lạnh. Mình mua ăn lạnh á, cái không muốn ăn nữa. Giờ bẹt rồi nó lạc nhách rồi. Chấm cái nước chanh tiêu này ăn ngon ghê. Mà cái này phải ăn nhiều á, ăn ít ít thôi, không đã, ăn phải nhiều dữ lắm. Thấy nhiều chứ đâu có nhiều. Đâu có nhiều đâu, nhiều rồi có núm nè. Ăn dở ghiền thôi. Ở dưới cái chỗ tiểu bang đó thấy nó bò lên đường luôn. Vậy đó hả? Chứ sao nó bò lên đường vàng luôn. Vậy đó hả? Đỏ luôn á. Dữ ha. Không biết bên Cali cái chỗ nào farm nó có chỗ nó nào. Nó có nữa. Nó có dưới ruộng á, thấy nó bò chứ người ta đi bắt. Còn cái này ở trên miền Bắc tiểu bang mình á cũng có ở cái hồ á các bạn. Trong hồ nó cũng có. Nhiều lắm.
cũng giống như ăn lobster thôi, nó cũng tự tự lobster. Lobster. Mình mua nữa. Gặp con bự gì mua chứ gặp con nhỏ thôi. Khỏi mua luôn. Ừ. Dột lâu lắm, ăn lâu. Lâu lắm đó. Trung bình là như vậy đó. Nó bự là như vậy đó. Chứ hôm trước mình mua nó nhỏ hơn nữa. Vậy là bự rồi đó. Có mình nó bự rồi. Ăn ngon thiệt. Bây giờ mình ăn miếng mì nữa. Con nó bự. Con này bự nè. Con này là bự hơn mấy con kia nữa. Wow. Vậy là bự á. Dài quá chừng, ngon. Mắt mà ăn vậy đó, nó ăn vậy mới đã. Mắt mà ăn được kìa, còn mắt, mắt bỏ được. Mẹ mua gì bỏ liền hết. Yeah, bỏ rẹt thì lạc nhách ăn không ngon lành nha. Đấy, kệ mắt ăn được. Xứng đáng. Cái vỏ nó hơi mềm hơn con lobster chút thôi. Đông là mê con này lắm chứ. Ừ. Còn người châu Á mà nó ít ăn này nhiều. Tại vì nó không thích lột lột. Lột ăn nó lâu lắc. Rạch nó làm đỏ tay. Có tiêu cay cay ngon quá. $25. Có nhiều đó. Bữa nào mình lột rồi hết thì coi được, được nhiều thật. Ờ ha. Ừ. Yeah. Bằng con lá tờ. Ừ đúng rồi đó. Thử bằng lá tờ. Tôm hùm. Ừ, coi coi nó mắc hơn rẻ không. Nói đây một đầu hơn. Một đống đầu. À, một đống đầu. Mình chấm bơ cũng ngon. Ngon toàn là bủ. Có thời gian mình nữa. Ăn cạn. Mặn chơi chứ đâu non. Nó không biết bao nhiêu cho đủ rồi trời. Mấy thao. Con này cũng bự nữa. Ừ. Hình như con này bên Việt Nam ở Mỹ đem xuất khẩu gì bệnh bán mắc lắm anh. Vậy đó hả? Ừ. Mắc không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu mà nghe người ta nói có mắc. Hả? Ừ. Vậy hả? Nhưng mà ở chứ... đem bên đây đem về. À, chứ bệnh đâu có đâu, đem về bệnh em mới mắc á. Mấy này trên thành phố đâu có. Dưới quê đâu có ai. Dưới quê ăn. Đâu có ai ăn có đâu ăn. Mắc quá mắc nữa mắc sao làm ăn nổi. Giờ ăn mì.
thiệt. Ok, bây giờ mình đi ăn miếng mì thôi. Mấy cái gì khác ăn miếng mì. Ăn như nó cũng đã rồi. Cho tay đỏ lộn. Cái gạch nó làm đỏ lộn tay nè. Đỡ nó không có đỏ tay đấy. Em thôi mình đi làm cái tay đỏ lộn giùm kỳ. Mấy Mỹ kêu ăn chắc nó nằm đâu ngồi chờ ăn cầu kỳ ăn lâu lắc. Đổ theo cái mình có đói bụng tối mình ăn snack, ăn bánh trái trái cây chút vậy đó. Ồ, sao còn chén súp nữa. Vậy chứ họ cũng nhiều đâu cũng no lắm. Lấy miếng salad vô. Salad này có crouton ngon nè. Ủa mà đậu gấp đâu mà trời. Bên cái sống chén đó mà. Ở bên sống chén. Ừ. Ở cho con dắt ở trong phía trong cái sống chén một chút. Thanks man. Salad thấy ngon quá. Sốt này nó làm hơi chua một chút. Trái nhiều quá chua. Tôm này cũng ngon. Không bở. Tôm này nó dai. Nhỏ nhỏ. Bò mềm ngon. Bò Mỹ cũng có bò dai chứ bò không có bò dai sao? Thì có chứ. Nhật nó bán mà bò Nhật bán mắc. Ừ. Quê gì nó bán mắc. Đó à. Giờ chưa có mua bò đó ăn. Bò bên Nhật đó hả? Mắc ừ. Không? Nó bò đó người Nhật cái massage cái con bò đó, cái thịt nó mềm á, bò đấy ăn thịt nó ngon mới mắc tiền, mắc lắm, ăn không nổi. Okay guys, I'm gonna eat this and get ready for work now, so see you later. Bye. Giờ là 5 giờ chiều rồi đó mấy bạn. 5 giờ chiều mà mưa.